Lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng năm 2024 vừa được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham gia hưởng ứng. Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng ngư dân miền biển và được chính quyền địa phương duy trì tổ chức hàng năm. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, mở đầu với các nghi lễ truyền thống được tiến hành trang trọng đầy đủ như lễ nghinh thần, lễ cầu an, cầu ngư, lễ cúng tạ. Phần hội được tổ chức đan xen nhiều hoạt động văn hóa, mang đậm tính chất dân gian của làng chài như đan lưới, gánh cá, ngoáy thúng, ẩm thực mâm hương vị biển, cùng một số môn thể thao vận động trên biển. Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Thông qua lễ hội thì chúng tôi cũng muốn là cố kết cái việc sinh hoạt cái cộng đồng dân cư của các khu vực trên địa bàn Thân Khê để mà hưởng ứng tham gia lễ hội, qua đó thì hiểu hơn cái giá trị của những cái lễ hội trên địa bàn của quận, đặc biệt lễ hội cầu ngư cũng như những cái giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn của quận cũng như thành phố. Đây là dịp để ngư dân cầu mong một năm trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng trong đời sống hiện đại, thu hút sự quan tâm của du khách. Những ngày này tại tỉnh Hải Dương đang diễn ra lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc, hàng vạn lượt du khách đã về nơi đây để chiêm bái, tham gia các lễ hội dân gian và vãn cảnh. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay được tổ chức với các nghi lễ chính như lễ dâng hương tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả, công bố bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia, các lễ rước nước, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ, lễ Mông Sơn Thí Thực. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như hội thi gói bánh chưng, bánh dày, vật dân tộc, liên hoan pháo đất, tuần lễ văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại, giải chạy Việt dã, hành trình kết nối di sản. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc 2024 diễn ra từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, tức ngày 14 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 âm lịch. Ngày hội Hoa Sơn Tra lần thứ 2 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 3 tới. Đây chính là thời điểm Hoa Sơn Tra bung nở đẹp nhất giữa trời xuân. Ngày hội Hoa Sơn Tra lần thứ 2 tổ chức tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La. Đến với ngày hội, du khách sẽ được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa đại ngàn, được trải nghiệm cuộc sống, truyền thống văn hóa ấn tượng của đồng bào các dân tộc ở miền cổ tích Ngọc Chiến. Trong khuôn khổ ngày hội cũng sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc, nét đẹp vùng cao, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, những sản phẩm độc đáo riêng biệt đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo cơ hội và điều kiện kết nối, thu hút các nhà đầu tư tới khai thác tài nguyên du lịch, đầu tư chế biến sâu quả sơn tra. Với những nét độc đáo riêng có đậm bản sắc, ngày hội Hoa Sơn Tra huyện Mường La, Sơn La đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận đăng ký quyền tác giả.